lòng tự tin hơn nhiều, cho nên hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá cái tiệm của chị Giá Ông Sâm. Giá Ông Sâm là một công ty ở bên Mỹ chuyên về làm ghế nail với lại là spa, và sản phẩm tay của tôi này dành cho các con của chị Ông Sâm. Hình như là trên 20 bé mồ côi, cho nên cái tiệm này chỉ mở ra dành cho các bé, cho nên là mọi người có thể ghé đây để ủng hộ cho các bé nha. Và bây giờ mời mọi người hãy đi vào bên trong. Thì cái này là của hãng Lexor, cho nên là chúng ta sẽ mở ra cho các con. Bây giờ mình mời mọi người đi vào. Đây là đầy đủ tiên chỉ mở tại Việt Nam, cho nên là cái hãng Lexor cũng có lâu rồi, nhưng mà hôm nay là đầu tiên sẽ mời mọi người đi vào bên trong đây, và có một cái gì đặc biệt đang chờ đợi. Đấy, đây là không gian của quán nha mọi người. Mọi người có thể khám phá. Tại vì các con của chị Hồng Sâm á là mồ côi, và ngày hôm nay là chị mở ra tiệm này để cho các cháu, để các cháu có thể tự trang trải cuộc sống và có thể nuôi sống bản thân mình nữa. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào làm nail thôi. Đấy, cá tươi đây nữa. Đây, chưa có quay tới, đây là bạn Phi Dung. Con gái của tôi của chị Phi Dung luôn. Và ngày hôm nay nhưng mà đầu tiên là thấy cái ghế đã ảo quá. Cái ghế là sướng rồi phải không? Đó. Relax luôn. Cho nên là hôm nay là nguyên combo luôn. Đó, nguyên combo Tây Dương luôn. Sẽ được Tiết Dung khám phá trước nha. Bây giờ là tiệm này cũng đã khai trương được 2 ngày hơn rồi đó. Tại vì chị Hồng Sâm có mời, nhưng mà tại lúc đó là tụi mình có đi Vĩnh Long từ thiện, cho nên không về kịp. Và ngày hôm nay vào đây, hôm bữa trước thì có thấy chị Marito có livestream ở đây rồi, cho nên là mọi người tại vì 100% là chị Hồng Sâm làm cho các con, cho nên là mọi người hãy cứ đến đây ủng hộ cho các con của chị Hồng Sâm nha. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thôi. Hello mọi người. Bây giờ Huy sẽ khoe cái thành quả của mình ngày hôm nay nè. Sau khi đến với lại tiệm nail của chị Hồng Sâm thì cái bàn tay Huy nó đã đổi màu rồi. Nó sẽ thành màu khác rồi. Đây. Ở đây hả? Có không? Tiết Dung mới dạy một cái cách để không bị klem nhạc ở tiệm. Mình sẽ tắt tiếng ồn đi, mở cái tiếng ồn của Tiết Dung tớn lớn lên chút xíu nữa thì nó sẽ không bị klem bản quyền. Tí nữa Tiết Dung mình sẽ la lên một tiếng lớn lên, mình lấy cái tiếng đó mình áp vô để cho nó lớn được. Ngày hôm nay hai cậu cháu đi đến với tiệm nail luxury của chị Hồng Sâm, lần đầu tiên mở tại Việt Nam mà mở cho các con của chị Hồng Sâm để các con có thể kiếm thêm nguồn thu nhập và trang trải cho cuộc sống. Đó là tiêu chí và cũng như là cách mà chị Hồng Sâm để dạy các con. Tại các con của chị Hồng Sâm cũng là các con mồ côi, cho nên là mình cũng sẽ đến đây để support cho chị, và mong rằng là tiệm sẽ được đông khách, nhiều người đến nhiều hơn. Và hôm nay hai cậu cháu sẽ đến ủng hộ cho chị Hồng Sâm để cho các cháu. Và hôm nay là cái bộ nail của Huy là đã hoàn thành rồi. Vì hiện tại review cái ghế này chút xíu nè mọi người. Cái ghế này ngồi giống như là vua chúa vậy đó. Nó có cái bàn massage đây nè, ghế massage đây. Chỉ cần bấm lên là nhiều chế độ tự động nó sẽ massage cho mình, kể rung nè, đấm lưng nè, nhiều thứ lắm. Đây, đó. Và hồi nãy giờ Tiết Dung nó cũng enjoy đây cũng nhiều lắm. Tắt đi cho không nó rung quá. Uống cà phê. Ở đây là được phục vụ các loại nước trà nữa phải không? Nước trà nè, cà phê nè, là phải tự mua. Nước suối là miễn phí. Đó, nước trà, nước suối. Và địa điểm là trung tâm luôn mọi người, ngay chợ Bến Thành. Cửa này là cửa gì ta? Cửa Đông nha. Cửa Đông chợ Bến Thành luôn. Cho nên là mọi người Việt Kiều về là cứ ghé đây, là vừa có làm nail nè, có massage nè, có gội đầu dưỡng sinh nữa.
thành quả của đi học chính quy đó. Màu hồng hả? Màu gì? Phiên với lại màu trắng hả? Màu trơ, màu trong hả? Màu mắt mèo. Chút nữa Huy sẽ khoe thành quả của hai cậu cháu cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ là mình phải uống nước và ngồi đợi nó. Mặc dù là đang rất là đói bụng nhưng mà vẫn phải chờ. Đói bụng lắm luôn á, nhưng mà phải chờ. Tinh 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 tinh. Phỏng vấn chị một chút xíu này, chị có hài lòng với lại những dịch vụ ở đây không chị? Chị hài lòng Chị với hài lòng. cả dịch vụ ở đây và nhân viên ở đây ạ. Chưa, mặc dù Để chưa thấy làm sao? xong, đã làm xong rồi. Rất là Trời ơi, nhân massage nữa. có được massage. Này giống như là kiểu gòn á, bên Mùi vani hả? Quay toàn cảnh cái ghế cho mọi người cùng xem. đứng quay sát ra cái tâm trưng. Nữa tao đang nói mà còn về tiếng ốp la đó làm sao luôn. này là cái tiếng ốp la màu trắng trồng đỏ chưa có nha. Chưa chưa thiện hình mới có chồng trắng xuất hiện luôn. Trời ơi, cái này mà muốn đẹp hơn nữa là phải cho nó giòn cái vỏ vô thì mới ngon. Nó giòn thém thém là Cháy 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 á cháy phải cháy một không? tấm dáng á, con là con chiên gì không á. Ừ đúng rồi, ăn nó phải cháy cháy Thém á, vàng 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 ở phía dưới. cánh dáng có mùi khét khét chưa. Cái gì gọi là xém cạnh hả? Nè trái cạnh à, trái cạnh. Giờ Huy sẽ dắt cho mọi người lên lầu 2 nha. Lầu 2 là về spa dưỡng sinh. Gội đầu dưỡng sinh. Nhưng hôm nay Huy bận đi rồi cho nên không có đến được gội đầu dưỡng sinh. Ở đây có phòng relax nè. Ồ, trong đây nhiều phòng ốc quá trời đấy. Gội đầu ở đây mọi người. Hai cậu cháu cũng đã hoàn thành hai bộ nail đẹp như thế này rồi. Đó. Cảm nó bị rung ta. Cà phê đó, uống cà phê từ sáng giờ chưa ăn nữa. Nó bị bụng đụng tay chân. Tại vì chờ nhỏ này nó đói quá rồi, giờ không thể nào mà chờ. Không thể nào mà làm thêm được nữa cho nên là bây giờ phải đi ăn thôi. Và đây là thành quả của hai bộ nail. Đây. Mọi người thấy không? Hãy đến với lại luxury nha. Gì? Veganet Nail Spa hả? Đẹp không? Đúng rồi. Đó. Bây giờ là thời phút quan trọng nè. Bây giờ là đi tính tiền. chưa, chưa có tính tiền. Cho nên là bây giờ mình đi qua ngoài tính tiền nha mọi người. Ở đây là trả bằng visa rồi đầy đủ hết luôn á. Cho nên là mình coi cái menu ở trong này có gì nha. Đó. Đẹp không? Thiết kế bằng gỗ luôn. Mọi người cứ đến đây thoải mái mà relax, có nhiều giá cả khác nhau luôn, massage gội đầu độc thải độc nè, rồi an thần nè, tăng cường năng lượng nè, hay mệt mỏi thì cứ đến đây gội đầu massage nè. Có địa chỉ nằm ở trên đường ta Lương Văn Lai hả? Người hãy đến đây nha, và đây là cái view của mình ngày hôm nay đó. Giờ là phải trả tiền. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Giờ mình sẽ chào tạm biệt. Đây, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người cái bộ nail lần sau nha. Bye bye. Bây giờ hai cô cháu làm nail xong thì bây giờ là đi ăn thôi. Bún riêu nổi tiếng. Mà hôm nay biết ai đãi không? Ê,
tiếng Trung đại nha. Dễ chưa, dữ chưa. Đây là tiệm bún riêu mà nổi tiếng ở chợ, ở ngay chợ Bến Thành ngày xưa mọi người. Đây, tiệm bún riêu nổi tiếng ngày xưa nè, đó. Bây giờ mình sẽ làm một tô đặc biệt. Dẫn không? Rau nè. Con làm tiệm bún rau, bún riêu này là nổi tiếng nha, ở chợ Bình Thành mà Trấn Thành đồ ăn nhiều lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Thơm chưa? Thơm. Rất là sạch sẽ luôn. Ở đây hai tô đầy đủ hả? Ồ, menu nè, menu nè. Rất nhiều sự lựa chọn. Nước chấm dành cho hai người hả? Hết nước chấm, ngon hết nước chấm luôn. Cái này là những không phải ăn thì trả tiền thôi không? Này, menu. Cái này là khu chợ Bến Thành cũ ngày xưa đó. Cửa đông luôn một lần. Bán nhiều rồi. Đây. Rồi tới rồi. À có cho một cái nước cái gì? Rau rau má đi. Rau má một chai dừa. Sài Gòn nóng thế này thì dùng cái quạt này là chí lý rồi đó. Vô. Xin mời. Giờ đầu tiên là mình sẽ bỏ rau này vô. Đó, dẫn nè. Chấm này vô đây hả? Phải bỏ vô đó hả? Ngon, số dách luôn hả? Vậy thì bữa nay mình nấu một nồi cái mình đi mang ba cho mấy cái người ở ngoài từ thiện đi nha. Đây, quay kêu thêm một cái trái dừa với lại một ly nước rau má. Chờ Tiếng Nhung ăn để review chút xíu. Con ăn ở đây rồi. Ủa vậy hả? Con review đi, con ăn ở đây rồi. Cậu cũng ăn đây rồi. Thôi, lúc nào về cũng ăn. Ngon lắm mọi người ơi, anh ấy nổi tiếng là đúng rồi, rất là ngon. Thôi, mình ăn đi nha. Đây, 185.000 lần. Đó, cháu tôi mời tôi đó, đi ăn bữa hôm nay đó mọi người ơi. Rồi, ngon lành. Cảm ơn Tiếng Nhung rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đi về thôi, tại vì phải đi cái event của bên chị Hồng Sâm. Trễ giờ rồi, đây là một cái quán ngon nha mọi người. Ghé ăn nhá. Tôi hấp dẫn dễ sợ. Ăn không hết luôn đó. Đây, bây giờ là ăn uống no say, làm nail đồ cho đẹp da, đẹp nail. Bây giờ hai cậu cháu tôi ra cùng đi về. Mình đi về, chở Tuyết Nhung đi về một nửa đoạn đường. Tôi đang ở quận nhất nha mọi người. Trung tâm quận nhất. Một. Không. Đậu xe mà hồi hộp, phải không có người giữ mọi người. Nên là hồi hộp. Bây giờ sợ bị cẩu xe. Nên bây giờ phải vừa đi mà vừa nhìn thử cái xe nó vẫn còn không. Hên quá nó vẫn còn. Còn nguyên si. Về đây đang thui lùi lắm quá. Về đây đang thui lùi luôn. Bữa đi quá nắng
quá nắng đối với Huy, đi giày và điện thoại đừng có giật không nữa. Giật chứ, trời ơi, gọi đi thẳng cho ta. À, đây là cái chỗ làm neo nãy nè mọi người, đó mọi người thấy không? Giờ mời con gái lên xe nè. Đó, à, trời ơi, lên trời xe. Ơi.